nhà nhiều âm khí, xui xẻo ập đến dồn dập. Những ngôi nhà có phòng ngủ nằm ở vị trí ngũ quỷ, phía tây nam bị tòa nhà cao tầng án ngữ hay chĩa mũi nhọn, đều chứa nhiều âm khí, sống lâu trong đó, sức khỏe gia chủ đi xuống, vận khí giảm sút, tài lộc cũng khó mà khởi sắc. Những vị trí gia chủ cần tránh. 1. Phòng ngủ nằm ở vị trí ngũ quỷ. Trong phong thủy, theo quy ước có bốn hướng chính là đông, tây, nam, bắc và bốn hướng phụ là đông bắc, tây bắc, đông nam, tây nam. Còn trong bát trạch có tám hướng bao gồm sinh khí, tuyệt mệnh, phúc đức, phục vị, thiên y, ngũ quỷ, lục sát và họa hại. Ngũ quỷ thuộc sao Liêm Trinh, là sao xấu, chủ về mất nguồn thu nhập, mất việc làm, cãi lộn. Đây là hướng mang đến những tai họa như bị trộm cắp, cháy nhà, mất việc. Trong gia đình, vợ chồng con cái thường bất hòa và hay tranh cãi với nhau. Ngoài xã hội, cũng thường hay bất hòa với đồng nghiệp. Bởi vậy, vị trí này đặt nhà vệ sinh, nhà kho là hợp nhất, vì có thể biến xấu thành tốt. Trong trường hợp nhà nhiều âm khí phòng ngủ nằm ở hướng ngũ quỷ, trường khí phong thủy nơi đây nhiễu loạn, làm yếu phúc khí. Người sinh sống trong đó lâu, ngày sẽ suy nghĩ tiêu cực, viển vông, ngủ dễ gặp ác mộng, chuyện ma quái. 2. Nhà ẩm thấp. Căn nhà ẩm thấp chứa nhiều âm khí, sống lâu trong đó, không những sức khỏe giảm sút, dễ mắc nhiều bệnh tật mà vận khí cũng đi xuống, gặp nhiều xui xẻo trong cuộc sống. 3. Phía tây nam ngôi nhà có tòa nhà lớn hoặc mũi nhọn chĩa vào. Theo phong thủy nhà ở, phía tây nam ngôi nhà, phía ngoài có tòa nhà cao tầng án ngữ hoặc góc cạnh nhọn của tòa nhà đó chĩa vào. Ngôi nhà này đã phạm phải sát khí. Người sống lâu trong nhà nhiều âm khí không chỉ gặp vấn đề về sức khỏe mà còn có thể rắc rối cả về cuộc sống hôn nhân và sự nghiệp. 4. Nhà rộng người ít. Một căn nhà quá rộng lại có ít người sinh sống sẽ chứa rất nhiều âm khí. Theo các chuyên gia phong thủy, không gian lý tưởng nhất cho một người đó là khoảng 25m², vượt quá sẽ bị cho là quá rộng. 5. Cửa chính, cửa sổ đối diện với cây đại thụ. Cửa chính, cửa sổ ngôi nhà đối diện với cây đại thụ hoặc bị gương bát quái nhà khác chĩa thẳng vào, cũng là một trong những trường hợp nhà có âm khí nặng, gia đình bất hòa, cãi vã liên miên. 6. Bài trí di ảnh người quá cố. Trong nhà bài trí quá nhiều di ảnh người quá cố cũng khiến lượng âm khí trong ngôi nhà tăng lên, vì những đồ vật này mang nhiều âm khí. 7. Đặt bể cá trong phòng ngủ. Hiện nay, việc sử dụng bể cá để trang trí và nhằm vào tác dụng phong thủy khá phổ biến. Nhưng lưu ý, không phải ai cũng phù hợp để đặt bể cá trong nhà, sẽ dẫn đến nhà nhiều âm khí. Thêm nữa, không phải vị trí nào của ngôi nhà cũng thích hợp đặt bể cá, nhất là phòng ngủ, vì môi trường nước ẩm có âm khí nặng, lâu dần ảnh hưởng tới khả năng sinh đẻ. Nếu nhà quý vị đang gặp phải vấn đề nào ở trên, thì cần thay đổi ngay, hoặc có thể mời thầy phong thủy về kiểm tra và tìm hướng hóa giải tốt nhất nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết chia sẻ của Phong Thủy Minh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video chia sẻ hàng ngày tiếp theo. Xin chào!